kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chiều ngày 21 tháng 1, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và trao quà Tết cho lực lượng chiến sĩ, dân quân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Đức. Tại đây, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao 200 phần quà Tết cho lực lượng chiến sĩ, dân quân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 800.000 đồng, gồm tiền mặt và bánh mứt Tết. Tổng kinh phí 160 triệu đồng do Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, dân đồng ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây blend hỗ trợ. Nhân dịp xuân mới, nguyên Phó Thủ tướng Thượng trực Chính phủ chúc các chiến sĩ, dân quân và các gia đình đón xuân vui tươi, ấm áp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đáng Giáp Thịnh 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Quỹ ban Nhân dân tỉnh Long An đề nghị ngành y tế phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, khám điều trị bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với công tác giám sát và đáp ứng dịch bệnh, tỉnh yêu cầu phải tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Đồng thời, xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với công tác khám chữa bệnh, tỉnh lưu ý các cơ sở y tế phải tổ chức thực hiện ứng trực 24 trên 24 giờ, đảm bảo số dường bệnh và vật tư y tế và tổ chức thăm hỏi trước tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành, bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết. Tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội có yếu tố nguy cơ cao. Để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Công Thương Long An tổ chức kiểm tra, nắm tình hình triển khai phục vụ Tết Giáp Thìn tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp đã có kế hoạch cân đối danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau, đồng thời duy trì hiệu quả nhiều chương trình kích cầu mua sắm nhằm đem lại sự hài lòng trong phục vụ và trải nghiệm cho khách hàng thì năm nào cũng vậy cái thực phẩm thiết yếu chúng tôi bình ổn trước tết ngay tết và sau tết thì cái lượng sản xuất năm nay á, là chúng tôi đưa ra nhiều cái dòng sản phẩm để cho người tiêu dùng lựa chọn và chúng tôi bán giá giảm hơn giá thị trường từ 10 tới 20 phần trăm thì công ty cũng đã chữ trù một cái nguồn hàng à, khoảng 1.000 tấn cho cái thị trường à, nội địa cũng như thị trường xuất khẩu để bình ổn giá cho cái mùa xuân năm nay và không tăng đảm bảo là không tăng giá cho người tiêu dùng và thực hiện những cái chương trình kích cầu giảm giá để giữ vững cái sản lượng để cung ứng ra thị trường à, năm nay là một năm là một cái nền kinh tế nước nhà mình cũng khá là khó khăn và cũng là góp phần hỗ trợ bà con mình sử dụng cái sản phẩm được xuyên suốt thì bên em có ra cái túi nhỏ 200 g gram là nhằm ổn định giá cho bà con mình có thể là sử dụng xuyên suốt không có bị ngắt quãng. Hiện nay, Sở Công Thương Long An đã triển khai đến các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả ổn định, khuyến khích doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và kết nối các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trên thương mại điện tử. Nguồn hàng hóa phục vụ Tết năm nay thì khá đa dồi dào thì các doanh nghiệp thương mại đã dự trữ trên 1.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023 tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm tỷ trọng rất là lớn trong cái cơ cấu hàng phục vụ Tết năm nay trên 90% và đặc biệt là những cái sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An. Sở Công Thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng trước những thông tin thị trường khi chọn mua sản phẩm, đồng thời khuyến khích người dân kịp thời thông tin phản ảnh về Sở Công Thương và lực lượng chức năng về những hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh, vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Dự kiến qua Tết Nguyên đáng, các cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Còn những ngày gần đây, một số dụng gieo xạ sớm đã bắt đầu thu hoạch. Điều đáng mừng là giá lúa vụ đông xuân vẫn rất cao, thương lái đến tận ruộng mua và đặt cọc, nên bà con nông dân rất phấn khởi. Hiện giá lúa dao động từ 10.000 đến 10.200 đồng một ký, tăng hơn 1.000 đồng so với vụ thu đông. Nông dân có niềm vui kép khi giá lúa tăng, mùa màng lại bội thu bởi đông xuân đà vụ có năng suất tốt nhất trong ba vụ lúa. Tại một vài địa phương thương lái đến đặt cọc nhưng nhiều nông dân không nhận cọc. Cục Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo công an địa phương thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A ứng dụng tuần tra kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng cảnh sát giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động quá nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông điểm nổi bật của ứng dụng là sử dụng công nghệ quét qr code trên căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế để thu thập thông tin người điều khiển phương tiện nhanh chóng chính xác Dữ liệu được kết nối trực tuyến với các tổ cảnh sát giao thông đang hoạt động trên tuyến quốc lộ 1A và truyền về trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp để quản lý điều hành. Việc áp dụng công nghệ giúp tránh chồng chéo trong việc kiểm soát phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Những năm qua, các quỹ chỉ huy các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng Long An tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế tại địa bàn, nhất là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Năm 2023, cán bộ đoàn viên biên phòng các đơn vị đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động được 680 buổi với trên 10.000 lượt người dân tham gia, tuyên truyền nhỏ lẻ được trên 600 buổi với trên 5.600 lượt người tham gia tuyên truyền qua loa phát thanh và mô hình tiếng loa biên phòng được gần 300 giờ, phát trên 14.000 tờ rơi, treo 220 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới. Trong công tác chuyên môn, cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng trực tiếp tham gia và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 15 chuyên án, vụ án, phát hiện bắt giữ trên 1.000 với gần 850 đối tượng buôn bán ma túy, pháo nổ, hàng quá nhập lậu, tổng giá trị tăng giật ước tính 65 tỷ đồng. Mới đây, huyện đoàn Cần Duộc đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương năm 2024. Đây là hoạt động thường niên của huyện đoàn mỗi dịp Tết đến Xuân về để phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhằm chăm lo cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, có một cái Tết đầm ấm đủ đầy. Tại chương trình, quyền đoàn đã trao tặng 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 30 triệu đồng và tặng 260 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cựu thanh niên xuân phong, gia đình chính sách, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí vận động khoảng 160 triệu đồng. Trước đó, quyền đoàn từ chức đến thăm hỏi tặng quà tại nhà cho 50 hộ gia đình chính sách và cập gỡ đồng chiên, tặng 80 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho đội ngũ bí thư chi đoàn ấp khu phố nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Qua đây thì muốn huy động được cái sự vào cuộc của cả hệ thống các cơ sở đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên là cái nơi để kết nối quý mạnh thường quân để mang đến những món quà ý nghĩa về mặt tinh thần để giúp cho người dân giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên có một cái động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Xuân yêu thương là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024, mừng Xuân chấp Thịnh năm 2024, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyển Cần Chuột lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Long An phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình bà Hồ Thị Nỉ ở ấp Ông Quế, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Quá. Bà Hồ Thị Nỉ sinh năm 1953 là hội viên cựu thanh niên xung phong. Chồng bà trước đây cũng đã từng tham gia cách mạng, bị thương tật và qua đời căn nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng với tổng kinh phí 190 triệu đồng, trong đó nguồn tài trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số, số kiến thiết Long An 50 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp. Cũng tại quyền thành quá, Tập đoàn An Nông phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức trao tặng 100 phần quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Thủy Đông, Thủy Tây, Tân Tây, Thuận Nghĩa Hòa và thị trấn Thạnh Quá mỗi phần quà cơm, mì gói, bánh, nước giải khát và các nhu yếu phẩm khác trị giá 500.000 đồng. Tổng trị giá đợt quà tặng lần này là 50 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh Long An dẫn động Tập đoàn An Nông tài trợ. Thưa quý vị, ngày nay, khu di tích lịch sử quốc gia dạm nhật tảo là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời là điểm đến hấp dẫn du khách khi đến giới huyện Tân Trụ. Theo đó, năm 2023, lượng khách về tham quan khu di tích lịch sử giảm nhật tảo tăng cao, đón tiếp gần 144.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại di tích. Riêng dịp lễ kỷ niệm 155 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực thu hút khoảng 120.000 lượt khách. Điểm nổi bật trong năm, huyện phối hợp đưa vào hoạt động sản phẩm du lịch cộng đồng đầu tiên của địa phương Tân Trụ, quê hương em nhằm quảng bá đưa các làng nghề truyền thống thu nhỏ như làm chiếu, làm trống, làm bánh in ngay tại khuôn viên của khu di tích. Quyện Tân Trụ luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành, các công ty tìm hiểu đầu tư phát triển ngành du lịch, khu lưu trú, nghỉ dưỡng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hôm qua 21 tháng 1, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin, 21 tháng 1 1924, 21 tháng 1 2024, Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã dẫn đầu đoàn người vào giếng và đặt hoa tại lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov cùng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga dẫn đầu hàng ngàn các đảng viên, đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Komsomol, đại diện các lực lượng cánh tả đặt dòng hoa trước cửa lăng Lenin và vào giếng vì lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân, giai cấp vô sản toàn thế giới. Dòng người mang theo cờ đỏ búa liềm, cờ đoàn, cờ của các tổ chức xã hội, các biểu ngữ tưởng nhớ sự nghiệp của vị lãnh tụ vô sản. Nhiều thanh niên dương cao ảnh chân dung của lãnh tụ Lenin đi bên cạnh ông bà và cha mẹ. Cùng ngày, tại nhiều thành phố và khu vực khác của Nga cũng diễn ra các hoạt động tưởng nhớ về vị lãnh tụ của giai cấp vô sản. Trong bối cảnh hàng chục ngàn người đã thiệt mạng do xung đột ở Gaza, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương. Một bệnh viện giải chiến đã được thiết lập trên một tàu chiến của Pháp hoạt động gần bờ biển Ai Cập để cứu chữa cho hàng ngàn người dân Gaza. Từ 2 tháng nay, tàu Dismuth đã neo đậu ở cảng Al-Arik của Ai Cập, cách dãy Gaza 50 km về phía Tây để cứu chữa cho những người bị thương do cuộc xung đột ở Gaza. Tàu này được trang bị các thiết bị y tế cơ bản, chẳng hạn như giường bệnh hoặc thậm chí phòng phẫu thuật. Với 70 nhân viên y tế luôn túc trực cả ngày lẫn đêm, bệnh viện này đến nay đã điều trị cho khoảng 1.000 người, trong đó có những bệnh nhân gặp chấn thương hoặc các vấn đề về tâm thần. Thuyền trưởng của tàu này cho biết đây là sứ mệnh chưa từng có tiền lệ đối với họ. Ngoài Pháp, Italy cũng đã điều một tàu bệnh viện tương tự tới gần bờ biển Ai Cập vào tháng 12 năm ngoái. Theo số liệu được giới chức y tế Gaza cập nhật vào ngày 21 tháng 1, đến nay số người thiệt mạng do xung đột giữa Hamas và Israel đã lên tới 25.000 người, ngoài ra còn có hơn 62.000 người bị thương. Ngày 21 tháng 1, Anh cho biết sẽ chi 405 triệu bảng tương đương 514 triệu đô la Mỹ để nâng cấp hệ thống tên lửa đang được sử dụng ở Biển Đỏ nhằm bắn hạ các máy bay không người lái tại khu vực này. Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ransap cho biết, Hải quân Hoàng gia Anh đang chế tạo vũ khí laser Dragon 5 mới nhằm bổ sung cho tên lửa Sea Viper đang được sử dụng để bắn hạ các máy bay không người lái trên biển đỏ. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tên lửa Sea Viper cũng sẽ được nâng cấp, trong đó trang bị một đầu đạn mới và một phần mềm có thể giúp hệ thống tên lửa này chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Động thái của Anh được đưa ra trong bối cảnh nước này và Mỹ đã tiến hành bắn hạ nhiều máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen trong tháng này. Hành động này đã làm dấy lên căng thẳng ở Biển Đỏ. Hôm qua, Hàn Quốc ban hành cảnh báo rét đậm bao trùm dùng đô thị Seoul, một số khu vực ở tỉnh Gyeonggi và Gangwon khi nhiệt độ được dự báo giảm mạnh trong hai ngày tới. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết cảnh báo có hiệu lực từ 21 giờ cùng ngày. Dự báo nhiệt độ buổi sáng tại các khu vực trên giảm xuống mức âm 11 độ C trong ngày 22 tháng 1. Sang ngày 23 tháng 1, nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới âm 10 độ C và sẽ ghi nhận ở hầu hết các vùng trên cả nước và nhiệt độ ban ngày cũng sẽ duy trì dưới 0 độ C. Dự báo tuyết có thể sẽ rơi ở các vùng gian biển phía Tây của tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Jeolla ở Tây Nam Hàn Quốc từ sáng 22 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Theo kế hoạch, chính quyền thủ đô Seoul sẽ chuyển sang chế độ ứng phó khẩn cấp 24 giờ để sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh khi nhiệt độ giảm mạnh.